Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 10 tháng 6 năm 2024, ở chợ lớn. Sáng rồi. Rồi sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu. Tôi đi làm exercise. Đi kể chuyện. Câu chuyện đầu ngày. Mở đèn. Đi tắt máy lạnh. Dọn dẹp chỗ ngủ. Gối lót chân, có lót đầu thì phải có lót chân. Xé lại.
Hôm nay là thứ hai, 10 cây tháng 6 năm 2024. Âm lịch là mùng 5 tháng 5 năm Giáp Thìn. Như vậy bữa nay là mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Lúc này là mùa mưa, côn trùng cây cối xanh xôi nảy nở. Phật giáo là mùa an cư kiết hạ, ở lại ở trong chùa tu hành. Ném chụp, tập phản xạ, tập phản xạ của hai tay, bắt được luôn. Dùng đầu ngón tay, nắm tờ giấy, song long đoạt ngọc, hai rồng, cùng dành viên ngọc quý. Đó là bài tập rèn luyện sức mạnh, sự nhanh nhẹ của hai bàn tay. Mở cửa, hôm nay ở ngoài không nóng lắm. Ngày mới, mọi thứ đều mới. Quảng cáo skip advertise, nhảy qua quảng cáo. Tôi thích nhạc Trịnh qua tiếng hát của Khánh Ly. Ra sau nhà rửa mặt, tôi đã ra sau nhà. Rửa mặt, lau mình, rửa chân. Thể dục rửa mặt,
chải tóc, dùng tay cạo da đầu, kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên nuôi dưỡng bộ óc. Mỗi buổi sáng tôi ra sau nhà rửa mặt, lau mình rửa chân, đồng thời dùng cái điện thoại tự ghi hình để có thể nhìn thấy được, tự mình có thể nhìn thấy được việc làm của mình, cuộc sống của mình. Từ đó nhận ra được tâm thái và trạng thái sức khỏe nội thân. Chỉ có ta mới hiểu ta, chỉ có ta mới nhìn thấy ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Ngày nay chỉ cần một cái điện thoại là chúng ta có thể lột tả được ý tưởng qua hành động, nhìn hành động đón biết được ý tưởng. Ngày xưa buổi sáng người ta đi rửa mặt thì nhìn gương, xem gương để nhận ra cái dung nhan. Ngày nay với cái điện thoại ghi hình, chúng ta có thể nhìn thấy cái hành vi, cái động thái, do đó sự hiểu biết sẽ sâu sắc hơn. Bây giờ thì rửa chân, rửa chân cũng là một bài tập rèn luyện sự vận động của hai chân. Dùng chân này chạ chân kia, thì gót chân, lòng bàn chân, móc chân, bàn chân, chạ trên mặt đất.
vận động hai chân. Bây giờ là chụp cho mình vài tấm hình để chơi môn y thuật viện chẩn. Có người hỏi viện chẩn là gì? Viện là cái mặt, chẩn là xem ra tâm trạng, sức khỏe. Viện chẩn là xem hình tướng để đoán ra sức khỏe nội thân. Về phòng, tôi đã về phòng. Bài tập exercise ý thân hợp nhất mỗi buổi sáng. Lào má. Dùng khăn massage tay chân, thân thể, chăm sóc tất cả các cơ phận. Chăm sóc hai bàn chân. Lau chân cho thiệt khô, thiệt sạch.
vừa làm exercise, vừa nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Nắng bóp kéo các ngón chân, năm ngón chân bám vào đất giống như là năm cây đinh đóng vào đất, giúp cho cơ thể đứng vững vàng, không bị trượt trên những đường sình lầy. Nhờ những ngón chân mà chúng ta có thể đứng vững được. Quan sát sự phát triển của móng chân để biết hệ xương cốt trong nội thân. Và gãi bấm vỗ bàn chân. Bàn chân là tiếp xúc với mặt đất, tạo ra mặt chân đế. Trọng tâm nằm trong mặt chân đế thì chúng ta có thể đứng vững vàng. Bóp bấm vỗ gót chân. Gót chân là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Gót chân ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống bài tiết, hệ thống tính dục. Lắc tự mình xoa bóp bàn chân của mình. Đầu ngón chân là nơi có các đầu dây thần kinh xa não bộ nhất, giống như là dùng biên cương vậy. Xa trung ương. Ở đây có các huyệt đạo liên quan đến nhìn, nghe, thấy, miệng, lưỡi. Bàn chân nơi có các huyệt đạo liên quan đến lục phủ ngũ tạng. Trên lòng bàn chân có một huyệt quan trọng, đó là huyệt dũng tuyền. Ấn huyệt dũng tuyền 1, 2, 3, 4, 5. Gót chân, gót chân đau thì thôi khỏi đi luôn. Nằm một chỗ thành ra phải săn sóc kỹ bàn chân. Gót chân hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, ăn uống, hệ thống bài tiết, tiểu tiêu và hệ thống tính dục, ân ái. Kiểm tra hệ thống thần kinh bố trí trên bản chân, vỗ vào đây để tìm cảm giác.
Bây giờ săn sóc hai đầu gối. Dùng dầu nóng. Chài dầu nóng lên hai đầu gối. Săn sóc hai đầu gối giống như là tài xế săn sóc bốn cái bánh xe. Bánh xe được làm trơn thì xe sẽ chạy êm. Dùng năm ngón tay bấm các huyệt đạo ở trên đầu gối. Vuốt bắp thịt giống như là ruột xe. Phần cứng phần mềm đủ cả. Vận động ngang dọc. Đi, đứng, nhảy đều liên quan đến hai cái đầu gối. Bây giờ tăng sức chịu đựng cho hai chân bằng động tác nhún. Một, hai, ba, bốn, năm, vào thế đứng một chân để kiểm tra lục phủ ngũ tạng. Đổi chân.
chụp cho mình vài tấm hình để chơi môn y thuật viện chẩn. Bây giờ tôi qua nhà bếp tự pha cho mình một ly cà phê đen nhiều nước theo thói quen. Hello, chào. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn buổi sáng. Lúc này tôi qua nhà bếp thăm vị thần Táo Quân. Vị thần chăm sóc chuyện ăn uống của gia đình. Theo thói quen thì mỗi buổi sáng tôi sẽ qua đây nấu nước sôi, tự pha cho mình một ly cà phê đen nhiều nước và tranh thủ dùng động tác giặt khăn để rèn luyện cho hai bàn tay được mạnh mẽ, nhanh nhẹ. Dọn dẹp sơ qua. Big bowl, mấy cái tô lớn. Nấu nước sôi.
cái ly lấy đầy nước. Tôi uống cà phê đen nhiều nước. Mở điện tăng lên. Trong khi chờ nước sôi thì tôi làm động tác giặt khăn. Giặt khăn là một bài tập dùng để rèn luyện sự vận động của hai bàn tay rất tốt. Ở đây có sự phối hợp hai tay, sự ăn nhịp, sự hòa hợp của hai bàn tay qua động tác giặt khăn. Lao cái sinh dắt khăn, dùng sức dắt khăn cho thì khô, khăn càng khô thì chứng tỏ nội lực càng thâm hậu, sức khỏe mạnh mẽ. Sức khỏe mạnh mẽ thì con người vui vẻ, thân thể không có ghẻ. Nước đã sôi, tắt lửa, ấn vào nhẹ nhẹ. Lấy cà phê, một gói cà phê chia làm hai ngày, một ngày uống nửa gói. Nửa gối để cho ngày mai. Tôi uống cà phê với đường. Đổ nước sôi vô ly. Quậy lên. Khi quậy ly cà phê thì tôi thấy xuất hiện toán tử cơ. Mỹ gọi là toán tử cơ. Quốc tế thì gọi là toán tử rotational. Việt Nam, Trung Quốc thì gọi là
Toán tử xoáy. Nó xuất hiện do sự chênh lệch vận tốc giữa biên và tâm, tạo ra một lực hút thẳng góc với mặt phẳng nằm ngang. Nếu điều này xảy ra trong không trung, không gian, thì chúng ta có tornado xoáy. Tornado nó tạo ra lực hút cực kỳ mạnh, nó sẽ phá nhà cửa, giường tược, đường xá. Ở nước Mỹ, những bang miền Trung Nam nước Mỹ năm nào cũng bị tornado. Bị những cơn trót, nó đi tới đâu thì nó tàn phá tới đó. Muốn thấy con trốt thì chúng ta quậy ly cà phê sẽ thấy xuất hiện con trốt trong ly cà phê của mình. Cà phê làm cho tinh thần tỉnh táo. Bây giờ tôi làm một số động tác tập luyện. Trước hết thì tôi lấy nước chín. Đây là cái bình nước. Tôi dùng nước chín để làm ướt họng. Tôi nuốt nó vô để dùng nước làm trơn cái thực quản. Thực quản là cái ống nối giữa miệng với cái bao tử. Nó sẽ đem thức ăn vào từ miệng qua thực quản đi xuống bao tử, giữ cho cái ống này tốt. Chúng ta ăn uống sẽ ít bị mắc nghẹn, ít bị nấc cục. Triết lý sống của tôi là phàm cái gì chúng ta để tâm tới và thường xuyên chăm sóc tập luyện thì nó sẽ tốt. Bây giờ là bài tập trên hai bàn tay. Trước hết thì chúng ta nắn vận động 10 đầu ngón tay cho nó mạnh mẽ, nhanh nhẹ, theo kịp ý tưởng trong đầu. Trong đầu muốn gì thì nó phải thực hiện, muốn chụp thì nó chụp, muốn buông thì nó buông. Kiểm tra hệ thống thần kinh trên tay bằng cách vỗ nhẹ trên mu bàn tay để tìm cảm giác. Vỗ mạnh mà nếu thấy đau là tốt. Điều này kiểm tra quan hệ giữa tai và não. Quan sát độ hồng trên hai lòng bàn tay. Độ hồng trên hai lòng bàn tay cho biết khí huyết trong nội thân. Nếu hai lòng bàn tay hồng hào giống nhau là tốt. Bấm vào đẩy máu ra khỏi lòng bàn tay, buông ra sẽ thấy những bọt trắng, sau đó máu sẽ đến để phủ hồng. Điều này cho biết tốc độ vận hành khí huyết nội thân.
quan sát sự phát triển của 10 đầu ngón tay, quan sát móng tay. Nếu láng bóng hồng, không khô không nứt nẻ là hệ xương cốt, phần cứng trong nội thân bình thường. Để theo dõi nhịp đập của tim, khi tim đập thì nó sẽ phát ra âm thanh, nhưng mà âm thanh này không thể nghe được bằng lỗ tai, mà chúng ta phải dùng ba đầu ngón tay nghe nhịp đập của tim bằng cách bắt mạch trên cổ tay, lắng nghe mạch trên ba đầu ngón tay thượng, trung, hạ. Nếu ba đầu ngón tay đều nghe rõ nhịp đập của tim là bình thường, nhịp đập ổn định rõ là bình thường, ta có thể làm lại trên bàn tay phải để so sánh thượng, trung, hạ. Nghe mạch trên ba đầu ngón tay, rồi so sánh mạch đập rõ đều là tốt. Trên hai bàn tay chúng ta có huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc ảnh hưởng đến sự vận chuyển vận hành của huyết áp. Chúng ta dùng ngón trỏ bấm vào huyệt hợp cốc. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi, làm lại bên bàn tay phải. Dùng ngón trỏ ấn vào huyệt hợp cốc. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi. Phần sau cùng. Phần sau cùng là chúng ta quan sát sự thay đổi các chỉ tay. Chúng ta biết rằng bàn tay lúc buông lúc nắm, sự vận động của bàn tay tạo ra trên bàn tay những cái đường gấp, những cái dấu vết, chúng ta gọi đó là chỉ tay. Sự hoạt động của các bàn tay ảnh hưởng đến sự thay đổi của chỉ tay. Có chỗ nó sẽ đậm lên và có chỗ nó sẽ mờ đi hoặc là biến mất. Do đó người ta coi chỉ tay để biết vận động của hai bàn tay. Mà vận động của hai bàn tay thì liên quan đến vận mạng cuộc sống của một người. Và chỉ có mình mới phát hiện những sự thay đổi qua các cái chỉ tay trên lòng bàn tay. Hồi đó cái đường này tới đây là mờ, bây giờ nó đậm xuống tới dưới luôn. Nó nói lên là cuộc sống vui vẻ, cuộc sống bình thản, làm việc bình thường. Tức là an nhiên, tự tại. Có những đường nó đã lu mờ và có những đường nó đậm lên. Nó thể hiện hoạt động của hai tay. Mà hai tay thì ảnh hưởng đến cuộc sống. Đó là bài tập hai bàn tay mỗi buổi sáng của tôi.
Bây giờ thì tôi sẽ chụp cho mình một số hình để chơi môn y thuật viện chẩn. Viện chẩn là xem hình tướng, xem hình, đoán là đoán biết tâm trạng. Mùng 5 tháng 5, côn trùng sanh sôi nảy nở. Người ta dùng cây lá để đuổi côn trùng. Do đó người ta mua xương rồng, đủ thứ cây lá để treo ở trước cửa. Về phòng, vào. Tôi về phòng. Lấy bánh mì. Mỗi buổi sáng một ổ bánh mì, lót dạ nửa ổ. Thổi tiền. Bài binh bố trận. Cái bàn để lên cái ghế thì thành cái bàn. Napkin, khăn ăn, khăn lau miệng. Nước chín, cà phê. Bánh mì. Cái con mở Google Translate để ôn tập môn tiếng Anh. Thép vào Google Translate. Bánh mì. Bánh mì này có vẻ là bánh mì bán không hết, thành ra nướng lại. Nướng lại cho nóng, thành ra cái lớp vỏ của nó màu nâu hơi đậm. Nhai bánh mì. Ôn tập môn English. Tôi đang tìm đề tài. Bữa nay mình sẽ nói cái gì? Nhưng mà khơi mào thì ta phải làm quen bằng những câu nói quen thuộc. Rồi sáng rồi tôi đi lấy hình kể chuyện.
câu tiếng Việt nó đúng rồi. Bây giờ tập nghe câu tiếng Anh. It was morning and I went to take pictures to tell the story. It was morning. Quá khứ nó dịch quá khứ có động từ to be is là were. Người ta nói trời đã sáng rồi thì nó it was morning. Còn trời sáng thì là it is morning. I went to take. Went là quá khứ của động từ to go. Khi nó viết thì nó sẽ viết đúng thì. I went to go take picture là chụp hình. To tell the story. Story là câu chuyện. Take picture to tell story là chụp hình để kể chuyện. I like to tell story. Tôi thích kể chuyện. I like to take picture for my story. Tôi thích chụp hình cho những câu chuyện của tôi. Tôi uống cà phê và ăn bánh mì. Tôi liếc câu tiếng Việt nó đúng rồi. Nếu mà muốn nghe thì tôi thép vào cái speaker dấu hiệu của cái lo để nghe. Tôi uống cà phê và ăn bánh mì. Câu tiếng Anh là tôi uống là drink, ăn là eat. Ta nghe câu này. I drink coffee and eat bread. I drink coffee and eat bread. I drink coffee and eat bread. Did eat bread. Did eat coffee. I drink coffee and eat bread. Những câu ngon rất là đời thường. Tôi thích ăn bánh mì. Tôi thích ăn bánh mì. Nghe đọc. I love to eat bread. Ở đây chúng ta không dùng động từ to like. I like là tôi thích, thích thông thường thôi. Còn I love là tôi yêu thích. Tôi yêu thích chữ love. Nó nặng tình cảm hơn là chữ like. I love to eat bread. I love to eat bread. Hôm nay bạn có đi về quê không? Nghe câu tiếng Anh. Are you going home today? Are you going home today? Quê á thì nó dùng chữ home. House là nhà, đó là nhà cửa. Còn home á là nó thân mật hơn. Thành ra khi chữ home nó là nhà ở dưới quê á. Are you going home today? Are you going home today? Anh có đi về quê không? Thường mỗi tháng tôi về quê một lần. Nghe đọc. Usually I return home once a month. Usually là thường. Usually I return. Return là về mà quay trở lại. Return home once a month. Once là một lần. A month là một tháng. Once a month là một lần. Mỗi tháng. Rồi lấy cái giấy để viết. Và tôi kéo cái điện thoại lại gần.
Học ngoại ngữ, như tôi nói, chúng ta phải vận dụng bốn cái kỹ năng nghe. Hear by your ear, nghe bằng tai của bạn. Hear by your ear. Chúng ta phải đọc chữ bằng mắt. Read by your eye, hoặc là your eye. Tức là nhìn á, read là đọc, đọc chữ. By your eye. Speak by your mouth, nói bằng miệng. And write by your hand, viết chữ thì bằng tay. Đây là cái sổ, sổ ghi ý tưởng xuất hiện trong đêm của tôi. Lúc nào cũng có những ý tưởng hay. Thành ra có khi chúng ta bất chợt nhìn thấy, bắt được, người ta ghi vô đây. Giống như tôi đã nhớ ra là khi qua Mỹ học á, người Mỹ dạy mình thứ nhất là yêu thương động vật, nhất là chó. Thứ hai là phải dám táo bạo suy nghĩ, họ dùng một câu out of the box. Out of the box. Box là cái hộp. Out là ra ngoài. Tức là họ khuyến khích mình out of the box, tức là phải dám vượt ra khỏi cái hộp. Tức là phải dám mạnh bạo. Nhưng mà khi nghiên cứu nền học thuật của Trung Quốc thì Trung Quốc nói là phải dám khai phá cái ý tưởng open the mind. Open your mind. Tức là phải dám mở mang cái đầu óc. Kia là open the box. Out the box. Còn Trung Quốc thì là open the mind, open your mind. Theo bạn thì cái nào hay? Theo tôi thì cả hai đều dạy người ta sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong cuộc sống. Chúng ta phải vượt ra khỏi cái box. Nhưng mà vượt ra khỏi cái bóc không phải là con cá nhảy ra khỏi cái lu. Nếu con cá mà nhảy ra khỏi cái lu nước thì nó sẽ đẹp, nó chết. Còn làm việc thì mình phải open your mind, khai trí ra. Chúng ta có chữ khai trí. Open your mind là chữ, dịch chữ khai trí là hay. Usually I return home once a month. Mỗi tháng tôi về quê một lần. Như vậy bạn thấy dùng chữ home nó có nghĩa là thân thiết, quê hương. Town home là quê hương, nhà quê. Lúc này ở Việt Nam là mùa mưa. Kiểm tra câu tiếng Việt. Lúc này ở Việt Nam là mùa mưa. Chính xác. Câu tiếng Anh. This time in Vietnam is the rainy season. This time. Lúc này là this time. In Vietnam. Ở Việt Nam. Is the rainy season. Rain là mưa. Chữ rain á là mưa. Nhưng khi nó là một tính từ, tức là một adjective bổ nghĩa cho một cái noun là season, tức là cái mùa, thì chúng ta phải đổi nó thành rainy. Đó chính là cái ngữ pháp.
Israel rồi nó mưa. Nhưng mà khi mùa mưa thì chúng ta phải nói là rainy season. This time in Vietnam is the rainy season. This time in Vietnam is rainy season. This time, lúc này, in Vietnam, ở Việt Nam, is là the rainy season, mùa mưa. Nhưng mà khi ta nói, ta có thể nói là Vietnam now, rainy season. Việt Nam bây giờ là mùa mưa. Đó là giọng nói Vietnam now, rainy season. Nhưng mà nếu ta viết thì phải chú ý đến ngữ pháp. That this is in Vietnam is rainy season. Chữ Mỹ không có nghĩa, không giống như chữ Hoa. Chữ Hoa mà nói rain á thì nó là mưa. Rain là tiếng Mỹ. Chữ Hoa thì nó là chữ Vũ, viết như vậy. Mưa. Chữ này thì chúng ta chỉ có thể thấy cái nghĩa, cái âm của nó thôi. Nhưng mà chữ này á thì nó là một cái hình có nghĩa. Tức là nó là một câu chuyện, một story. Cái gạch mà ở trên á thì nó là bầu trời, sky. Bầu trời. Đó. Còn mà cái chữ này là chữ mịch, tức là cái vùng không gian chúng ta đang sống, thì có thể coi nó là location, là một cái vùng location. Từ trên trời á, đổ xuống nước, ở đây là water, water là bộ thủy, thì nó mới tạo ra được chữ vũ, Hán Việt là vũ. Còn tiếng Nôm là mưa. Tức là vũ là tiếng Hán Việt, mưa là tiếng Nôm, và cùng xài chữ này. Chữ này là chữ có trong kho từ chữ Hán, vũ, và chúng ta gọi nó là rain, rain, rainy. Nhưng mà nếu mà người phương Nam muốn viết ra, dùng chữ để viết là chữ mưa, bởi vì nếu chữ mưa là tiếng của người phương Nam thì đâu có chữ chữ trong kho từ chữ Hán. Thành ra các cụ ngày xưa mới chế ra chữ Nôm. Chữ Nôm thì gồm có hai phần. Một phần là chỉ nghĩa, ví dụ như lấy chữ vũ để chỉ mưa. Nhưng mà nếu viết chữ này thì đọc là vũ, là rain. Nhưng mà chữ mưa thì các cụ mới ghép chữ mi. Mi thì có bộ một, tức là mắt. Mi là lông mi. Đọc là mi, đọc là vũ. Nhưng vũ mà ghép với chữ mi thì nó là chữ Nôm, đọc là chữ mưa. Mưa. Do đó chúng ta thấy sự khác biệt giữa chữ viết tiếng Anh và chữ viết tượng hình của Hán và Nôm. Người Việt vừa biết chữ Hán là biết nền văn hóa Trung Quốc, mà vừa biết chữ Nôm đó là nền văn hóa riêng của người phương Nam. Chữ Nôm là lấy chữ Nam là chỉ phương Nam, thêm chữ khẩu vô nữa, tức là tiếng nói của người phương Nam. Thành ra có nhiều người không biết điều này, gặp sự trùng lắp. Trùng lắp là thế nào? Tôi thấy có một người phân biệt giữa chữ nation. Nation là gì? Nếu nation mà dịch ra tiếng Hán á, thì nó là chữ quốc. Quốc thì có chữ vi nè. Vi là miếng đất. Trong chữ vi á, nó có chữ khẩu á, là nhân dân, con người. Nó có chữ qua đó là vũ khí, can qua. Và nó có chữ nhất thì đây là chữ quốc. Nation là quốc.
Nhưng mà chữ quốc là chữ của người Hán, thành ra ta gọi là Hán, nhưng mà đọc theo âm Việt là quốc. Q-U-O-C-S-A-C. Nhưng mà người Việt gọi quốc là nước, nước nhà đó, quốc gia là nước nhà. Thành ra các cụ mới chế ra cái chữ nước, là lấy bộ thủy chuyển nghĩa, rồi kế bên với chữ nhược là chỉ âm, và đọc là nước. Ư ơ cỡ ước nở nước sắc nước, đây là chữ quốc ngữ. Vậy là quốc gia là chữ Hán, nước nhà cũng có nghĩa là quốc gia, cũng có nghĩa là nation, nhưng mà là chữ nôm. Có người lại không biết phân biệt, thành ra tưởng quốc gia là cái khác, nước nhà là cái khác. Thật ra quốc gia là tiếng Hán, nước nhà là tiếng Nôm. Vũ là mưa, vũ là tiếng Hán. Âm quang thoại đọc là dư, tiếng Anh đọc là rain. Còn mưa là tiếng Nôm. Chữ Nôm và tiếng Anh cũng đọc là rain. Trong tiếng Việt, nhập rất nhiều những thứ tiếng nước ngoài vào, nhiều nhất là tiếng Hán. Trong câu nói tiếng Việt, một phần ít là tiếng Nôm, còn đa số là tiếng Hán. Hồi thời xưa mà, mấy ngàn năm nhập tiếng Hán. Ngày nay thì nhập thêm tiếng Latin. Latin, hệ Latin thì tiếng Mỹ, tiếng Pháp, vân vân. Thành ra bây giờ trong tiếng Việt, cái người nghe mà hiểu được là phải giỏi lắm. Bởi vì là đủ thứ lộn xộn trong đó. Vừa Nôm, tức là bản tiếng gốc của người Việt, vừa Hán, tiếng của người phương Bắc nhập vào Việt Nam, rồi tiếng Latin, tức là nhập từ tiếng Tây, nhập từ tiếng Mỹ. Phải hiểu tường tận như vậy thì chúng ta sử dụng chữ mới chính xác, mới biết. Ví dụ như núi là tiếng Nôm, sơn là tiếng Hán, nước là tiếng Nôm, thủy là tiếng Hán, quốc gia đó là tiếng Nôm, nước nhà là tiếng Hán. Cà phê tiếng Latin. Tiếp tục, anh có nói được tiếng Việt không? Bạn nghe đọc. Can you speak Vietnamese? Can you speak Vietnamese? Speak là nói. Speak by your mouth, nói bằng cái miệng. Can you speak Vietnamese? Anh có biết nói tiếng Việt không? Can you speak Vietnamese? Can you speak Vietnamese? Mình hỏi người bạn Mỹ. Tôi biết chút ít tiếng Việt. Nghe đọc. I know a little Vietnamese. Chút chút. A little, a little. I know là tôi biết. I know a little Vietnamese. I know a little Vietnamese. Can you speak English? Anh có biết nói tiếng Anh không? Mình nói đó. I know a little, tức là tôi
tôi biết chút ít. I know a little. Tôi biết chút ít. Anh định ở Việt Nam bao lâu? Ăn bánh mì giòn rất là ngon miệng. Nghe câu tiếng Anh. How long do you plan to stay in Vietnam? How long? Bao lâu là how long? Do you plan to stay in Vietnam? Plan là cái chương trình. Plan to stay là lưu lại. In Vietnam là ở Việt Nam. How long do you plan to stay in Vietnam? How long do you plan to stay in Vietnam? Plan to stay in Vietnam. Tiếng Mỹ nó là một tiếng ngôn ngữ đa âm. Nó đọc theo điệu. Nó gọi là stress, có chỗ thì nhẹ, có chỗ thì nhấn. Còn tiếng Việt chúng ta là đơn âm, giống như tiếng Trung. Tức là đọc rõ từng âm. Ví dụ bây giờ chúng ta có chữ quốc tế đi, thì là international. Chúng ta viết là international. Nếu đọc theo tiếng Việt, chúng ta sẽ đọc là international. International. Nhưng mà nếu đọc theo tiếng Mỹ, chúng ta đọc là international. International. Nation. Ta là nation. Nation. An. Hồi mới giải phóng 75 thì ngoài Bắc vô không có quen đọc ngoại ngữ, thành ra họ đọc theo cái từng âm như vậy. Thí dụ giờ national có cái đài national trong khi nó là tiếng Anh, nó đọc dính và stress lên xuống national. Ngày nay thì mọi thứ đã quen thuộc rồi. How long do you plan to stay in Vietnam? Nhấn mạnh chữ how long là bao lâu. Do you stay in Vietnam? Plan là kế hoạch, là chương trình, hoạch định. Plan to stay in Vietnam. Tôi ở Việt Nam 1 năm. Nghe đọc. I stayed in Vietnam for a year. I stay là lưu lại ở. I stay in Vietnam for a year. Year là năm. Thời gian thì year là năm. Month là tháng. Week là tuần. Day là ngày. I stay in Vietnam for a year. Stay in Vietnam for a year. Mình có thể nói là stay in Vietnam for a year. Anh có thích ăn món ăn Việt Nam không? Bạn có thể nghe tiếng Việt, dĩ nhiên bạn nhìn thì bạn thấy chữ là đúng rồi. Nhưng mà muốn nghe, ví dụ người Mỹ mà muốn học tiếng Việt, họ sẽ nhấn vào speaker và họ nghe. Anh có thích ăn món ăn Việt Nam không? Anh có thích ăn món ăn Việt Nam không? Mỹ nó đọc tiếng Việt. Anh có thích ăn món ăn Việt Nam không? Giống như chúng ta học tiếng Anh là do you like
ý định Việt Nam Mỹ phút. Do you like the Việt Nam Mỹ phút? Nói tự nhiên là do you like, anh có thích. Do you like eating, eat là ăn, eating là cái chuyện ăn. Do you like eating Vietnamese food? Trong câu này chúng ta phải nhớ chữ quan trọng là Vietnamese food, tức là món ăn Việt Nam, thức ăn Việt Nam. Vietnamese food. Do you like eating Vietnamese food? Anh có thích ăn Việt Nam không? Tôi thích ăn phở bò. Nghe câu tiếng Việt. Tôi thích ăn phở bò. Chính xác câu tiếng Anh. I like to eat beef pho. I like to eat pho. 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 Chữ này nói đi nói lại nhiều lần. Chữ phở là phải phát ơ phơ hỏi phở. Mỹ nó không có chữ ơ. Trong 26 âm mẫu của nó là không có chữ ơ, thì nó thay bằng chữ o. Nó không có dấu sắc quyền nặng hỏi ngã, thành ra hãy dấu nó bỏ hết. Thành ra chữ phở nó hình chữ pho. Pho. I like to eat pho. I like to eat beef pho. Beef là thịt bò. Beef pho. Beef pho. Beef pho là phở bò. Rare beef pho là phở tái. Rare là sống. Rare beef là bò sống. Tức là bò tái. Tái tức là không có quá chín. I like to eat beef pho. What food for breakfast? Bữa nay ăn gì? Sáng nay ăn gì? What food for breakfast? We go to restaurant to eat pho. Chúng ta cùng nhau đi nhà hàng ăn phở. Mỗi buổi sáng rảnh rỗi thì tôi dọn cái bàn, dùng Google Translate để rèn luyện cái môn English. Với tôi nó cũng là một câu chuyện. Một câu chuyện, cái nội dung của nó là ôn tập môn English. Tới đây đủ thời lượng nói câu kết thúc quen miệng. Chào, hẹn gặp lại. Nghe đọc. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. Goodbye, see you again. 大家好, 明天见. 大家好,天日见, 丁广东, 大家好,天日见, 丁广台, 大家好,明天见, 丁美, goodbye, see you tomorrow, 还是 see you to next time, 要. Hello, 要. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này tôi muốn trình bày bộ môn tự kể chuyện. Ngày nay với cái điện thoại, chúng ta có thể tự ghi hình, tự làm video clip, tự kể chuyện theo ý của mình. Đây là căn phòng nghỉ của tôi. Nhìn vô thì đồ đạc rất là bề bộn, nhưng đối với tôi không có một món đồ nào mà không có câu chuyện kể. Mọi thứ với tôi đều là kỷ niệm
và những câu chuyện. Như cái nón này tôi mua $2 trong tiệm Goodwill Store ở gần nhà. Con gái lớn của tôi ở bên Quincy. Bản đồ này tôi đem từ Mỹ về. Nó in được từ Mỹ, nó in ở Mỹ, thành ra cái bãi biển trung tâm của nó sẽ là bãi biển Atlantic Ocean, Đại Tây Dương. Bên đây là US, bên đây là China. Nếu bản đồ in ở Việt Nam thì cái biển ở trung tâm sẽ là biển Pacific Ocean. Có nghĩa là mọi thứ đối với tôi đều có chuyện kể. Không có cái món đồ nào mà tôi không biết xuất xứ của nó. Cái món này là của người bạn ở Mỹ mới vừa về trong năm rồi tặng tôi. $1, một cái nón $1 America, cờ Mỹ. Giường ngủ của tôi thì lung tung. Là một cái giường ngủ mà cũng là một cái phòng làm việc. Bởi vì tôi có thể sắp xếp nó trở thành một cái phòng làm việc. Đây là nước uống, cà phê, nước chín. Muốn uống bia thì tôi sẽ móc ra lon bia Tiger. Lòng vòng có rất nhiều những đồ tôi dùng cho công việc của mình. Ví dụ nói về đề tài điện tử thì tôi có những linh kiện những linh kiện thật. Rất nhiều điều đồ lạc son. Bởi vì tôi muốn trình bày những thứ mà tôi biết, và nó phải là những thứ đồ có hình ảnh, có thật. Để làm việc thì tôi sẽ làm việc ngay trên cái giường ngủ của mình. Bởi vì kể chuyện là một kỹ thuật. Chúng ta có thể chọn lọc những thứ cho người khác thấy và che đi những thứ nằm ở bên ngoài cái window, cái cửa sổ, và người khác sẽ không thấy. Do đó kể chuyện có một cái thú là chúng ta chỉ cho người khác thấy những cái mà chúng ta muốn, và chúng ta có thể che lại được hết những thứ không cho người khác thấy. Khi mà tôi tạo ra một cái phòng để nói về kỹ thuật điện tử thì tôi làm việc ngay trên cái giường của mình. Đây là cái miếng lịch. Đối với tôi thì nó lại là cái bàn. Sắp nó ở đây. Tôi chuyển cái máy tính lên đây
Tôi tập trung những cái bản viết. Đây là bản viết bằng viết dầu. Lót cái khăn ngồi cho em. Che mũi, cân chỉnh nó lại cho nó bằng phẳng. Mở lên, nhấn nút power mở điện. Cái bàn có thể di chuyển. Như vậy tôi đã chọn lọc hình ảnh trong cái màn hình qua cái camera trên cái laptop. Và tôi sẽ biến cái dùng ở phía sau trở thành cái background. Click vào và nó kêu tôi đánh cái pin. Dĩ nhiên tôi gõ vào và nó sẽ mở. Mở được cái máy tính, chúng ta có vô số những công việc làm. Những công việc chúng ta cần làm, những kinh nghiệm chúng ta ghi lại ở đây. Có người hỏi máy tính, cái laptop giúp cho chúng ta làm được điều gì? Làm được những thứ mà chúng ta muốn. Ví dụ như bây giờ tôi muốn tạo một cái studio, một cái phòng để nói về một đề tài nào đó, thì tôi sẽ sắp xếp cái môi trường làm việc của mình. Internet Control Shift, mở cam, click vô cam app. Thì chúng ta thấy ngay chúng ta sẽ có một cái phòng studio. Cái phòng studio này với cái camera nằm ngay đây, chúng ta có thể điều chỉnh cái camera lên xuống. Hoặc là chúng ta có thể quay máy, quay cái bàn để thay đổi cái background. Như vậy thì nếu tôi muốn trình bày đề tài gì thì tôi sẽ đưa những vấn đề đó vô trong cái tầm nhìn của cái camera. Đây là cái bảng. Những cái trang giấy chúng ta có thể đưa vào. Mọi cái động thái có thể ghi lại để làm thành tư liệu.
Thành ra vấn đề là bây giờ chúng ta muốn nói cái gì? Chẳng hạn như chúng ta tắt cái này đi, chúng ta mở cái Google Translate đi, thì chúng ta để cái này ở đây, chọn cái góc ghi, giảm cái độ sáng, thì ở đây nó thấy chúng ta có thể làm một cái chương trình, giới thiệu một cái chương trình với những tư liệu lấy ở trên cái điện thoại. Ví dụ như học Anh Văn thì tôi click vào cái microphone và tôi sẽ nói: tôi ôn tập môn tiếng Anh mỗi ngày. Tôi dùng cái hình này để ghi. Tôi nghe đọc. I review English every day. Chúng ta di chuyển cái này, tìm những vị trí hình nó nhìn rõ một chút. Tóm lại, với một cái không gian nhỏ đầy đủ, chúng ta có thể tự mình sắm tù. Tự mình làm diễn viên. Tự mình biên tập, tức là tự mình chế tác ra câu chuyện. Tự mình trang điểm, sắm tuồng để rồi dùng cái laptop ghi lại và tạo ra story, tạo ra câu chuyện. Ngày nay kỹ thuật kể chuyện rất đơn giản, chỉ cần một số những thiết bị tối thiểu và chỉ cần sự hiểu biết kỹ thuật tạo hình. Với những thiết bị như là laptop, như là iPhone, thì chúng ta có thể sản xuất ra được những video clip nói về những chuyên đề mà chúng ta thích. Chẳng hạn ta nói về chuyên đề điện tử, chúng ta nói về chuyên đề ngôn ngữ học, chúng ta nói về chuyên đề, nói về cuộc sống, nói về nông nghiệp, ngư nghiệp, nói về vũ trụ học, nói về triết học. Rất nhiều đề tài chúng ta có thể soạn ra thành story, thành câu chuyện. Rồi với sự chuẩn bị, chúng ta có thể nhốt hình ảnh trong một cái window. Chúng ta cho người ta thấy những thứ trong cửa sổ, những thứ bên ngoài thì người ta không thể thấy được. Từ đó làm ra một câu chuyện kể cũng rất đơn giản, không mất nhiều thời gian. Mọi người đều phải tập luyện nắm được kỹ thuật kể chuyện, vì kể chuyện là một bộ môn của thời đại mới. Nếu chúng ta không biết kể chuyện thì người khác họ có thể chọc giận mình, có thể nói xấu mình, có thể
thậm chí là chửi rủa mình, phỉ báng mình. Nhưng khi bạn biết kể chuyện thì bạn có thể phản công. Bởi vì chúng ta không phải chỉ nghe người khác nói mà chúng ta còn có thể nói lại cho người khác. Do đó kể chuyện sẽ tạo cho chúng ta một sức mạnh trong xã hội. Ngày xưa chúng ta học biết chữ để chúng ta sáng tác, viết kịch, viết truyện. Ngày nay chúng ta học kể chuyện để chúng ta biết sáng tác, truyền bá những ý tưởng mà chúng ta muốn. Và câu chuyện sẽ trở thành cái động tác phản đòn. Nhờ kể thuật kể chuyện, chúng ta có thể biện minh được những thứ mà chúng ta muốn nói. Và dĩ nhiên, kể chuyện càng hay, càng sâu sắc, càng tinh tế, thì cái năng lực sức mạnh của chúng ta càng cường tráng trong xã hội. Nhất là xã hội ngày nay, tối thiểu chúng ta phải nắm được kỹ thuật kể chuyện để có điều kiện, có phương tiện trình bày những thứ mà chúng ta muốn nói, đúng không? Chào, hẹn gặp lại. Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ hai, 10 tây tháng 6 năm 2024. Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, đua thuyền rồng âm lịch, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 đủ năm Giáp Thìn. Hello, chào. Thế vận hôm nay, tôi đẩy xe ra ngoài. Tài vận 56%, việc học 70%, việc làm 89%, số đào hoa 63%, chuyện tình ái 55%, mùng 5 tháng 5, an toàn 62%, treo các loại sức khỏe 63%, tổng hợp 55%. Trong con đường hẻm này thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Những chuyện làm được, những chuyện làm được hôm nay là may áo, áo cho tân nương, áo chúc thọ, củng cố đề phòng chống lụt. Ra tới đường Nguyễn Trãi, giá tường trời như muốn đắp chuyển mưa, các hố quyệt mây đen dần vũ, tuổi sùng trên khắc. Đường có một nhà sư. Hôm nay là ngày của tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ con chân rắn không nha, chân đạp đất đầu đội tuổi trời, con rắn ôm cái bình bát sùng khắc với tuổi Hợi con heo. Có người sinh tiêu tương hại tuổi Tỵ con rắn hại tuổi Dần. Bây giờ thì tôi sẽ đi lên hướng đông. Lục hợp sinh tiêu tuổi Tỵ con rắn, chỗ sửa xe đạp hợp với xe gắn máy thân con khỉ. Tam hợp sinh tiêu tuổi Tỵ con rắn đồ ăn, tam hợp với tuổi Dậu con gà và tuổi Sửu con trâu.
tiệm bán đồ nội y, nội y của phụ nữ. Hương vị của các gió, vị gió bài lắm. Cá thần, thủy thần ở hướng Tây Bắc, phúc thần tôi đi thẳng ở hướng Tây lên đường Nguyễn Văn Cừ, bạn thấy tài gió làm lá rụng ở hướng Đông Bắc, giờ đèn Dương Quý Nhân ở hướng hệ thống đếm ngược sẽ Tây cho biết lúc nào Nam. Đổi từ đỏ qua xanh. Âm Quý Nhân ở hướng chính bắc. Tôi băng ngang đường Nguyễn Biểu. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. A good day.